Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây này nó là cây cắt cỏ ba lô nha các bạn. Nó đeo lưng ha, đeo trên lưng của mình ha. Cái cây cắt cỏ ba lô này nó có cái tên là, có thương hiệu là Maruyama các bạn. Có thương hiệu là Maruyama ha. Và nó có cái tên là MBS328. Đấy các bạn. Cây MBS328 này nó có sở hữu một cái nòng là 38 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 32cc, gần 33cc các bạn. 32cc. Cây 328 này nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Trí tuốt ở dưới tay cầm các bạn, tuốt bằng tay cầm ha. Cây 328 này nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ hai kim nghe các bạn. Mình cho các bạn xem, đây là cây kim chỉnh tốc độ cao ha, cây H đấy các bạn. Đây là cây kim chỉnh tốc độ cao, đây là e gió ha. Và ở trên đỉnh này đi xuống ngay cái lỗ này đó, nó có cây tốc độ thấp các bạn, để chỉnh gân ti ha. Gân ti êm hay không là do cây này ha, nó kết hợp với cây gân ti này. Đây các bạn đó, cây gân ti này nó kết hợp với cây tốc độ thấp ha, để nó tìm ra một cái tốc độ gân ti, tốc độ cầm chừng cho nhạy nổ ha. Nhạy nổ ít ăn xăng và tiếng nổ gân ti nó êm các bạn. Chế quạt khí quanh rồ nha các bạn. Nó án chắc ăn 100% nghe các bạn. Chế quạt khí quanh rồ của Nhật hai kim, rất là ngon luôn. Tùm rời nha các bạn, tùm rời Maru viết theo ký tự của Nhật ha. Maru ở này, nút này là mình kéo lên nha các bạn, kéo lên là mình có thể lấy cái ống, cái cần láp ra được nha các bạn. Đây, kéo này là các bạn quan sát xem một cái máy rất là đẹp luôn các bạn, đẹp từ A đến Z luôn. Đây, đẹp từ A đến Z ha. Đây, cái bồ của nó cũng có Maruyama nữa các bạn. Và ở trong lốc này có Maruyama, chắc ăn nha các bạn, 100% là có Maruyama nha. Đây nó tối quá nó không có thấy được ha. Đó, mình thấy dạng dạng Maruyama của Made in Japan. Cái này là cái lỗ thông hơi đây các bạn, này lỗ thông hơi của nó ha. Nắp xăng nó kín này, nắp xăng mình cho các bạn xem, nắp xăng rất là đã luôn. Nắp xăng kính ha, có ròn đệm rất là đã luôn. Đây các bạn, có dây ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Tỷ lệ khoảng 50cc nhớt cho 1 lít xăng nha các bạn. 50cc cho đến 70cc tùy theo mình thấy máy mình ra khói lai rai là vừa ha các bạn. Ra khói quá nhiều là dư nhớt ha. Không ra khói là thiếu nhớt. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây các bạn xem cái ba lô của nó đây ha. Đây. Rất là đẹp luôn. Cái ba lô của nó đây. Đây, đeo lưng của nó đây. Và thấy dây của nó nè. Còn tinh âu luôn, rất là đẹp. Maruyama. Chưa có sự gấp gì hết các bạn. Đây, cái bồ lửa của nó này chẳng tin luôn ha. Tùm của nó, cái tùm của nó rất là đẹp các bạn. Mình nhắc lại nha, các bạn
dở nút này lên ha, kéo nút này mạnh lên ha, là có thể lấy ra được ha. Khi mình đẩy vô thì nút này nó tự động nó ghim xuống để nó cố định cái cần láp này các bạn. Hệ thống dây ga nó đây các bạn, đây, dây ga nó đây, nó có cố định ở đây bằng cái lò xo đây ha. Khi các bạn lắp ráp thì các bạn nhớ gắn cái lò xo này vào ngay đây ha, cho nó cố định đây, cho nó chắc chắn cái dây ga nó không có bị sai vị trí nha các bạn. Nó có tích hợp công tắc, có hai dây công tắc đây các bạn, tích hợp công tắc ở phía dưới đây, cần láp của nó đây các bạn. Dài dài cần láp này là nó có đóng made in Japan luôn các bạn. Đây, đây made in Japan này nè, cho các bạn xem, hơi khó thấy các bạn, về các bạn trải nghiệm máy bạn là thấy liền ha, Japan ha. Máy mình nó lấy nét dở quá. Đây các bạn, đây Japan ha. Đây, các bạn xem tiếp, xà dài xuống ha. Dây ga, hệ thống dây ga, đây, tay nắm đây ha, tay ga đây, rất là nhẹ nha các bạn. Cái tay ga này mình muốn nặng nhẹ là mình chỉnh con ốc ở đây ha các bạn. Muốn nặng nhẹ thì mình chỉnh ốc ở đây. Thì cái ga nó sẽ nặng nhẹ theo ý thích của mình ha. Ở đây là công tắc, là tay nắm, tay cầm. Tay cầm gọn các bạn, phát láp tay cầm gọn rất là cơ động luôn các bạn. Này an toàn sử dụng ha, đây Maruyama MBS328 ha. Đây là cái chân cỏ rất là quen thuộc ha, và đây cái cùi rất là đỉnh đạt luôn các bạn. Cái cùi thơm của nó nè, còn khích cháy luôn các bạn, rất là khích ha, không hề một tiếng kêu nữa. Và đặc biệt là nó có siêu chống dính cỏ nha, siêu chống dính cỏ. Và ở dưới này nó có chống mài mòn luôn các bạn, chống mài mòn bằng nhôm nha, chống mài mòn. Ở trên này siêu chống dính cỏ bằng inox nè các bạn, rất là đã. Đây là lỗ chốt nha, đây là lỗ chốt. Lỗ chốt các bạn đưa cái cây khóa vào cái vị trí mà nó ngay cái lỗ vô chà mở nè, thì các bạn mới chốt được nha. Lỗ bên này vậy cho nó có lỗ cho mình chốt không được, bên này nó không có ha, bên này mới chốt được ha. Chốt là cái dao nó dính lại nha. Tổng thể cái máy mình đây các bạn, ba mươi tám ly nha các bạn, nòng 38 ly, cắt rất là mạnh mẽ luôn các bạn, cắt cước rất là khỏe luôn ha. Tùm lớn bố lớn, tùm đại đó các bạn, tùm đại bố đại ha, rất là dễ thay đổi sửa chữa ha. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Rất là nhạy nổ các bạn. Đầu tiên các bạn muốn khởi động máy thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e ha, và giật thì nó sẽ nổ ha. Rồi bây giờ nó đã lên xăng sẵn rồi, mình giật là nó nổ thôi, khỏi cần phải bơm, khỏi cần phải gì hết ha. Rồi để mình nổ cho các bạn xem, kéo hơi cho các bạn nghe nè ha. Cái máy nó kêu tiếng hực 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 gì đó, nó mới chạy mới mạnh mà nó mới nhạy nổ các bạn, hơi nó tốt ha, ha hơi nó rất là tốt. Rồi để mình nổ cho các bạn xem nha. Ở dưới công tắc ở dưới tay ga các bạn, mình sẽ lại đó mình tắt nha.
việc nổ nha. Nó chụp giật trợ lực các bạn, khởi động rất là dễ luôn. Và để mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Cái video mình giới thiệu cây máy Maruyama 328 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.